chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra, mời quý vị và các bạn đón xem. Trưa 14 tháng 11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua, lượng mưa phổ biến tại tỉnh này dao động từ 110 đến 230 mm, một số nơi cao hơn như Cam Chính, huyện Cam Lộ 307 mm, Hướng Nghiệp, huyện Đắk Rông 386 mm, Hướng Linh, huyện Hướng Hóa 473 mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt 1.259 ngôi nhà, trong đó huyện Cam Lộ bị ngập 1.062 nhà. Thành phố Đông Hà ngập 197 nhà, hiện nước lũ đã rút. Để đảm bảo an toàn cho người dân phố, huyện Cam Lộ đã di rời, sơ tán 448 hộ trên 1.064 nhân khẩu đến nơi an toàn. Theo thống kê, mưa lũ khiến hơn 30 con bò của một hộ dân tại huyện Cam Lộ bị cuốn trôi, 1.000 con gia cầm bị chết và hơn 2 hectare diện tích nuôi cá tại huyện này bị thiệt hại. Trong khi đó, tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông, nhiều tuyến đường ngầm tràn qua suối bị nước lũ dâng cao, giao thông bị chia cắt tạm thời. Một số tuyến đường xóm liên xã các xã Hải Phong, Hải Sơn, Hải Chánh, Hải Trường, Hải Định và thị trấn Diên Xanh thuộc huyện Hải Lăng bị ngập. Tỉnh Quảng Trị cũng đã ghi nhận một người mất tích vào tối 13 tháng 11, đó là ông LDH, 36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh. Vào tối 13 tháng 11, anh Hát đi đánh bắt cá trên hồ chứa La Ngà, đến nay vẫn chưa liên lạc được. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Thủy, đến sáng 14 tháng 11, người dân phát hiện một số dụng cụ cá nhân của anh Hát trôi dạt ở bờ hồ La Ngà, trong khi người và thuyền đánh cá thì không tìm thấy. Hiện, chính quyền địa phương đang phối hợp với lực lượng chức năng và người dân đang triển khai tìm kiếm anh Hát. Sáng 14 tháng 11, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, mưa lớn kéo dài từ tối 13 tháng 11 đến rạng sáng cùng ngày đã khiến nhiều khu dân cư ven sông Hiếu bị ngập lụt. Thống kê ban đầu cho thấy ở huyện Cam Lộ có khoảng 800 hộ bị ngập, trong đó tập trung chủ yếu ở các xã Cam Hiếu, Cam Thủy, Cam Tuyền và thị trấn Cam Lộ. Mực nước lũ ngập nhà người dân cao nhất khoảng 60-80cm. Trong đêm 13 tháng 11, huyện Cam Lộ đã tổ chức di rời 255 hộ dân với 550 nhân khẩu đến các nhà cộng đồng hoặc ở ghép tại nhà người dân tại vùng an toàn. Tại thị trấn Cam Lộ, mưa lớn khiến hàng chục con bò trên địa bàn bị lũ cuốn trôi. Hiện, người dân và chính quyền địa phương đang triển khai tìm kiếm. Theo ghi nhận, đến sáng 14 tháng 11, trên địa bàn huyện Cam Lộ, trời bắt đầu ngớt mưa, nước lũ đang rút dần. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, 5 trường học trên địa bàn huyện Cam Lộ đã cho hơn 2.700 học sinh nghỉ học. Ngoài huyện Cam Lộ, mưa lớn còn khiến nhiều tuyến đường tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị bị ngập lụt. Trong khi đó, nhiều ngầm, tràn tại huyện miền núi Hướng Hóa và Đắk Rông bị nước dâng, gây chia cắt. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, 24 giờ qua ở khu vực Quảng Trị đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200 mm. Đặc biệt, một số nơi cao như Hướng Hiệp, huyện Đắk Rông 501 mm, Hướng Linh, huyện Hướng Hóa 509 mm. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới tiếp tục diễn ra tình trạng mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Hiện mực nước trên các sông tại tỉnh này đang lên. Đánh giá về đợt mưa lũ đang diễn ra và trong suốt thời gian qua, ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định đợt mưa lớn đang xảy ra ở miền Trung rất nguy hiểm, thể hiện qua mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo lên đến cấp 4, cấp cao nhất đối với khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng. Ông Hưởng đánh giá, các hình thái gây ra mưa lớn ở Trung Bộ đợt này tương tự với đợt mưa lũ lịch sử diễn ra các ngày 1 tháng 6 năm 1999 đến ngày 6 tháng 11 năm 1999, nhưng cường độ của năm 1999 mạnh hơn. Do đó, khả năng cao đợt mưa đã, đang và sẽ xảy ra ở miền Trung không khốc liệt, gay gắt bằng giai đoạn mưa lũ lịch sử 24 năm trước. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm, có nơi trên 400 mm. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 250 đến 450 mm, có nơi trên 700 mm. Ở khu vực Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 50 đến 100 mm, có nơi trên 150 mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc sét, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng cấp 4, Quảng Nam cấp 3, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi cấp 2, Hà Tĩnh, Bình Định cấp 1. Tại khu vực Hà Tĩnh, từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Nam, Lâm Đồng và Bình Phước đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa, trên 90% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương.
Về câu hỏi, tình trạng mưa lớn dồn dập ở miền Trung thời điểm này có phải là bất thường? Đại diện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khẳng định không bất thường. Ông Nguyễn Văn Hưởng giải thích thêm, lượng mưa phổ biến ở khu vực này hàng năm thường ở mức 600-800mm, lượng mưa thực tế tại khu vực này hiện không bất thường. Tuy nhiên, mưa ở tỉnh Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng tương đối lớn so với trung bình nhiều năm. Sáng 14 tháng 11, chính quyền các huyện miền núi Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi cho biết do mưa lớn kéo dài liên tục trong 24 giờ qua đã gây nhiều điểm sạt lở núi trên địa bàn. Mực nước lũ trên các sông, suối đang dâng cao, cô lập nhiều nơi. Tại Sơn Hà, hiện cầu sông Rin trên quốc lộ 24B, nước đã tràn qua và ngập sâu gần cả mét. Chính quyền địa phương cắt cử lực lượng trông coi 24/24 nhằm ngăn chặn và hướng dẫn cho người dân qua lại, lưu thông theo tuyến đường khác an toàn. Tại huyện Sơn Tây, mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường liên xã, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Lũ ở các sông, suối trên địa bàn cũng đang dâng cao. Lúc 4 giờ sáng ngày 14 tháng 11, mưa lớn khiến ngọn đồi sau nhà bà Đỗ Thị Yến Nhi ở thôn Làng Mạ, xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bị sạt lở, đổ ập xuống tường nhà bà Nhi, gây hư hỏng nặng. Do mưa lớn kéo dài liên tục khiến mực nước lũ ở các sông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang dâng cao. Tại sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Phước Giang, mực nước đang ở mức báo động 2. Dự báo trong thời gian tới, nước sông tiếp tục dâng cao, nhiều sông vượt mức báo động 3. Do tình hình mưa lũ phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi cũng đã ra công điện chỉ đạo các địa phương, cấp ngành liên quan và trực thuộc triển khai các biện pháp phòng chống và ứng phó với đợt mưa lớn lần này. Để ứng phó và đảm bảo an toàn trên biển, yêu cầu các địa phương và cấp ngành liên quan thông báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện đang hoạt động chủ động phòng tránh, duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Quản lý chặt chẽ việc ra biển hoạt động của các tàu, thuyền, chủ động cấm phương tiện, tàu, thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại, khi vùng biển tỉnh Quảng Ngãi có gió mạnh từ cấp 6 trở lên. Bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ, cắm biển cảnh báo và kiên quyết trong việc ngăn cấm người dân đi qua lại qua các khu vực nguy hiểm như ngầm, tràn, tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.